Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Minh Giàu của mình nha. Thì hôm nay sẽ đánh tiếp mèo 11 các bạn ơi. Vừa rồi mình vượt từ mèo 1 tới 10 rồi. Bây giờ mình sẽ tấn công cấp 11 các bạn. Sẽ tấn công luôn nha. Trả cho con mình nhiều gì trước rồi. Đỡ một tí rồi. Bắn cái kêu bằng điện nó bể luôn. Nó bắn cái kia nè. Gần chính có cái khiên bắn hơi lâu một tí rồi phá khiên trước. Được 2 viên kim cương đó bạn. Được 1 lô bút nữa nè. Ok, mình sẽ tấn công tiếp các bạn nha. Tấn công mày 12 nha. Cái này chỉ có thể ra đánh cũng dễ rồi, không khó. Cứ đi thẳng vào đường bên đây thôi. Dòng gợp nó bắn thôi nha, thì nó lẻ nó bắn lâu lắm. Ok bạn thắng rồi. Ngày 12 bắt đầu nó hơi xa xa, đặt súng nó hơi nhiều một tí rồi. Chắc nó cũng chuẩn bị khó khăn rồi đó. Ok, mình sẽ trở về, được một lô bút rồi các bạn. Mình sẽ tấn công ngày 13 nha. Ủa sao 13 đơn giản thế?
cái pháo này, cho dàn pháo này cho nó lỏng ra. Mình bắn pháo mà nó không nổ rồi, bắn trúng cái khối mới chịu. Bắn cái khiên cho nó nhanh rồi. Xong rồi đó. Giờ bắn pháo vô là nổ nè. Nó qua được mình qua các bạn. Sẽ trở về nha. Mình sẽ tấn công mày thứ 14 luôn. Mình đi xuống vòng vòng cũng hơi xa tí thôi. Còn cái mình đỏ này bò cho nó nổ mìn đỏ rồi, sẵn có bò cho để bán nó bán. Còn cái khiên nữa sao, mình chờ mình bắn con bọ này nữa là xong rồi. Đó. Dư phá bắn chơi. Okay. Đó qua màn thứ 14 các bạn, chuẩn bị cho màn thứ 15 nha. Chị trở về. Đánh mày 15 cái. Tấn công luôn nhỉ. Ủa, quá nhiều cái cho nó hết luôn mày ơi. Đi thôi, làm chậm biết lâu rồi đó. Chị ra đây đang bắn mấy khiên ngoài nè, 8 cái khiên luôn. Giờ ra đây bắn cái khiên cho nhanh.
chè hôm nay đánh bầm máu đi nhanh rồi. Dạ tới đây là không muốn win rồi. Dòng này đi bắn cho nhanh. Win được bạn ơi. Ngày 15 này đánh hơi lâu một tí rồi nó xa. Tại cái khi nó đặt nơi ở nhà chính nó ngã nữa rồi. Đi tới đi lui lâu. Ok, được 3 viên kim cương và 1 robot nè. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video nha. Thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị đánh cho màn thứ 16 các bạn. Hẹn với bạn ở video tiếp theo màn số 16 nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại nha các bạn. Bye bye.